Hỏi tại sao mày không quen trai 6 múi? Thật ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu, bản thân em đã trải nghiệm qua. Thật ra họ yếu lắm. Họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai, họ bưng cái chai nước 10 lít không nổi luôn. Ẵm một con chó cũng không nổi. Thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được. Hiện tại em nhìn ảnh này màu hường em thích rồi. Màu hường nhìn thích cưng lắm luôn. Để... Hey. Xin mời đàn gái. Mời đi cưng. Dạ. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ chào anh Nguyễn Linh. Chào, chào chị em. Vân. Chào em. Chào bạn bên ngoài khán giả. Dạ chào em anh. Em là Nguyễn Minh Tâm, sinh 1983, quê ở Trà Vinh, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tâm? Kỹ thuật chỉnh máy trong cơ sở dệt. Rồi còn em? Dạ em tên Lê Nguyễn Bảo Hà, biệt danh là Hà Ghim. Em hiện tại là 34 tuổi. Nghề nghiệp em có hai nghề: huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ và nghề thứ hai là dạy tập tạ. Trời ơi. Tại vì cái thời của em là gọi là tập tạ không à, chứ bây giờ là người ta gọi là gym á. Hà gym. 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 Gym nói tưởng đâu Hà gym. Em có ưu điểm khuyết điểm gì hả? Dạ ưu điểm của em á là tập tạ. Em tập tạ được bao lâu rồi? Dạ khoảng năm 18 tuổi. Chắc người cứng ngắc luôn á hả? Nói dạ. Nghe nè, bên kia thấy sao nè, có thích ứng nổi hay không nè? Chắc nổi mà. Nổi hả? Bạn hình dung cái người bên đây sao? Hình dung đi. Hả? Bị choáng quá. Bị choáng quá. Đó là điểm mạnh của em, còn điểm yếu của em là gì hả? Dạ, điểm yếu của em á là tại vì lúc 18 tuổi em đi tập ra đi dạy, không có biết nấu ăn, sợ ma. Em tập tạ mà em sợ ma sao nó kỳ vậy? Ủa có liên quan đâu gì đâu tập anh. Tập tạ nó mạnh mẽ nó phải không? Không, sợ ma em đánh bèo lắm. Ai nói tập tạ nè, ra cơ bắp cuồn cuộn sai rồi. Nó cho mình săn chắc lại đẹp, ba dòng đầy đủ. Chuột em bự hơn chuột của anh đó. Có không? Chuột em bự không? Dạ. Chuột lớn vậy nè. Em mấy con? Có hai con à. Chưa chắc chuột nào bự hơn chuột nào nha. Sợ ma đâu phải là điểm yếu đâu. Cái điểm mà gọi là điểm xấu á, tức là cái điểm mà không có tốt của mình là cái gì? Là em hù dai lắm. Em hù dai lắm. Rồi cái lúc mà lên cơn kiểu mà nổi điên lên là có đụng chân đụng tay gì không, với người em không đâu. Chơi vậy đâu, em lấy tạ em chọi à. Chọi tạ đó, nghe đi. Choáng luôn hả? Điểm mạnh điểm yếu làm sao rồi Tâm? Dạ điểm mạnh em là em hiền và biết nấu ăn, quan tâm và chia sẻ. Khác bên kia ha, có khuyết điểm gì không Tâm? Ghét người nói nhiều. Ghét người nói nhiều. Kệ người ta cảnh. Ghét gì ta nói nhiều kệ người ta chứ ghét làm chi. Mình nói nhảm nhảm cũng như không có. Mình nói hoài em không thích, nhiều khi hỏi em không trả lời. À, được mấy mối tình rồi Tâm? Dạ em có hai mối tình nè. Mối tình cuối em chia tay cũng lâu lắm rồi. Mấy năm rồi? Mới đây à, khoảng chừng 10 năm rồi. Trời ơi ông cũng 10 năm rồi đó. Yêu mấy năm mà chia tay 10 năm rồi? Yêu năm mấy 2 năm à. Tại vì sao quá rồi không có đến nhau được. 10 năm qua là em không có người yêu luôn. Không. Em còn cảm giác với con gái không? Em cũng có chuột mà. Nhiều người chuột bự lắm mà không có cảm giác với con gái đâu em. Còn em thì sao? Dạ em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em á là em quen lúc em 24 tuổi. Thì lúc đó quen được 6 tháng thì ảnh đòi cưới. Nhưng mà ảnh cảm giác như ảnh hay bó buộc em lắm, quản lý em. Khi mà em biết được đằng sau đó thì em hơi hụt hẫng. Anh chàng đó lên mạng kiếm một bạn đồng giới. Em bị yêu lộn người, lầm người ở cái mối tình đầu tiên. Và tình thứ hai á thì cũng quen được một năm, tới gần ngày đám cưới thì mới phát hiện ra là không hợp tuổi, thì gia đình không có chấp nhận. Rồi mối tình thứ ba thì lúc đó là em cũng hồi hộp rồi, thấy em khô khan quá hay sao á, thì kiếm đệ tử của em đi ăn nhậu vậy đó, em không chấp nhận được. Cái tự ái quá cao thì chia tay thôi. Rồi, có nghĩa là ai cũng giữ cái tôi của riêng mình. Dạ. À. Vậy cũng cắt trở quá hả? Bên đây hiền lắm nha, em trai tôi hiền lắm á. Em gái muốn một cái người yêu sắp tới của mình như thế nào? Tính của bạn thì ít nói. Con trai được có bảo thủ quá. Con gái tụi em á, thích con trai là nói được và làm được. Được không? Được. Mà không nói mà làm được thì cũng được. Không nói cũng làm. Cái công việc của em á, lương là mình có đủ sống không cưng? Dạ dư vậy. Cái phần dư đó có thể nuôi được vợ đúng không? Vợ con nuôi được mà. Cùng xây dựng tổ ấm chứ đừng có nghĩ là vì vấn đề gì đó mà mình chia tay với bạn trai. Em đã làm được thì em phải xài được.
và em không muốn bạn trai em phải nuôi em. À, tức là em muốn tự lập trong dạ. cái vấn đề tài chính của mình dạ, đúng không? Dạ, hồi đó giờ em tự lập từ đó được. Giờ anh trai, em muốn người yêu của em như thế nào? Hiền. Đô con không? Dạ, mập mập cũng được. Mà tí dụ không mập thì sao? Cũng được luôn. Tao cũng được hết hả? À, cũng được. Muốn vợ quá rồi, đúng không? Cũng muốn lắm mà. Muốn lắm rồi hả? Em thích bạn gái mình truyền thống hay là hiện đại? Em không quan trọng điều đó. Chỉ quan trọng bạn gái là biết lo lắng và biết chia sẻ lúc em này kia thôi. Nếu người vợ mình mà ăn mặc khiêu gợi chút xíu, hơi sexy chút xíu thì tùy theo lúc thôi, chứ đám tiệc thì được. Có thể xăm đâu đó nhỏ nhỏ thẩm mỹ chút được không? Xăm nhỏ được, đừng xăm bự trắng ghê quá. Cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải đánh giá cái gì đầu tiên? Em nhìn vô cặp mắt. Ngực tấn công mông phòng thủ. Dân thể thao bụng cao hơn ngực. Chờ xíu em đứng coi coi. Thể thao bụng cao hơn ngực. Dân thể lực. Bà mối coi kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không? Được không? Ngon ạ. À, ok. Được không? Rồi. Ok. Đó, được okay, ok. Đợi gì nữa? À, nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền. Không còn gì để nói nữa. Y chang luôn. Nhưng mà hôm nay em đi với ai? Dạ ba mẹ em với anh em. Chào bên đàn gái ạ. À. Trước tiên xin cảm ơn chương trình, cảm ơn hai MC dễ thương. Như mà nghe lời ba với mẹ, đây là mười mấy, hai chục tuổi rồi cưới nó rồi. Thành ra bây giờ quyền quyết định là do hai cháu nó thôi. Thì bác trai nhìn cái bạn này, bác trai thấy thì sao? Cái này để thằng Anh nó phân tích. Dạ, kính chào chương trình và chào hai MC. Chào anh. Em trai bên đây thì cũng là ok đó. Tự nhiên thì do hai đứa thôi, cho mẹ bổ sung. Thấy cháu trai đây thì cũng được, hiền, chất phát. Chứ không có mà như là đua đòi. Thì để Bảo Hà với cháu để quen thời gian như thế nào. Chứ giờ nói thì không được. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Nó thật thà quá trời rồi còn yêu cầu gì cho cháu nữa. Dạ mà à. Nói chuyện cũng được. Chứ không phải là thật thà mà không nói chuyện. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào trong khán phòng. Em mình thì nó tính nó thiệt thà, nhút nhát quá. Nhưng mà nó có cái là nó không chịu là nó không chịu ạ. Mình thấy bạn gái bên này thì rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cá tính mạnh, có thể bổ sung cho em mới được. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, hai bạn đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt coi sao nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Tâm. Hít hơi đợt sâu vô. Thở ra. Rồi, bắt đầu. Dạ. Chào em. Chào anh. Em có quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em rất là thích ăn kẹo nên em mua em tặng anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận gì anh sao? Anh khá là dễ thương. Con trai bạn màu hồng thấy cưng rồi đó. Anh là bên kỹ thuật hả? Dì bên máy giặt em. À, anh đang ở Tân Bình. Dạ. Sao em... dạ? Chị nói chuyện dạ đó. Ừ. Tại quên. Trời ơi, anh đừng làm vậy. Giống như em lướng á, áp anh á, thấy anh tội nghiệp luôn á. Trời ơi, em hiền lắm luôn á. Anh có thích thể thao không? Anh thích bóng đá. Anh đừng có đá bóng nhiều quá nha. Thành giống như là đá bóng nhiều quá không có tốt cho khúc gối. Hôm nay khuyên thật lòng. Từng em đá hai trận à? Dạ. Dạ không biết làm sao chứ bên đây em rất có nhiều muốn nói với anh lắm. Nhưng mà tự nhiên á em thấy run quá à. Thôi kệ em cứ nói lại đi. Nói gì giờ? Thì cứ thấy anh sao kia hay là ý em sao muốn hỏi là muốn. Em đâu có thích mê, em đâu có mê trai đẹp đâu anh. Em thích con trai mà cá tính nè, thể thao nè, giống như em vậy đó. Biết nấu ăn là em khoái rồi, tại em không biết nấu ăn. Cái đó anh biết. Dạ. Ừ nhưng mà em nhìn, nếu mà em thể thao thì em nhìn body bạn này giống như là cái điều em mong muốn chưa? Nãy giờ em nhìn cái này, em giờ em huấn luyện được bụng với cái ngực á, nó khác nhau à. Chứ không phải bụng ngực bằng nhau vậy đâu. Đó, ra cơ bắp, yên tâm. Qua em đi, em xử hết. Anh cảm nhận bạn gái thế nào không trai? Ờ à, đúng rồi, tụi anh nói đi. Chứ nói gì em nói không anh nói được đâu. Dạ. Em thấy cũng dễ thương, cũng có cá tính. Dạ, tập gym chứ thật ra con gái không có khô khan như người ta nghĩ đâu. Nhưng mà vấn đề là em tập gym và em chạy thể dục thẩm mỹ cũng được lâu rồi.
khoảng mười mấy năm. Công việc của em rất là nhiều lúc bận rộn lắm, có khi là em không có dành được thời gian cho anh đâu, nên đâm ra nhiều lúc em cũng thấy có lỗi lắm. Dạ. Cũng như một tuần vậy là em có được nghỉ ngày nào? Có khi chủ nhật em vẫn đi làm, có khi em được nghỉ. Tại vì mình dạy kèm mà, mình gọi là không phải mình giống như gái gọi đó, người ta gọi đâu mình phải làm đó. Đúng rồi, tại vì em là gái mà. Thời gian đó, nó không có được chủ động lắm. Nếu mà em muốn nghỉ một thời gian dài, em phải sắp xếp rất là lâu. Cho nhau cơ hội hẹn hò vậy rồi em có dành thời gian cho một tuần gặp anh mấy lần? Anh có thể ngày thứ bảy chủ nhật nè, mình gọi, mình gặp mặt, mình nói chuyện. Em chỉ đòi hỏi một điều duy nhất, nói được và làm được thôi, và giữ đúng giờ cho em. Cái đó anh làm được chưa chắc? Chắc chưa 100%, chắc 100% anh chưa làm chắc. Được chưa chắc, nó nói được làm được mà sao chưa chắc vậy hả? Con trai mà ai biết được đúng không? Chứ sao mới đúng? Để thời gian đi, thời gian đi, mình sẽ biết được là có đúng hay không. Cho em một tháng thôi nha. Để làm gì nè? Em thấy con trai mà đi ăn, tới ngày đi ăn đi uống hoặc là đi coi phim, đúng là giai đoạn mà lúc mà quen một tuần đó thì không sao, hai ba tuần thôi, thấy em mà nhõng nhẽo quá thì có dấu hiệu là hơi rút lui một tí. Tại cái tính em cũng hay nhõng nhẽo nữa. Bạn này là đang sợ nhõng nhẽo đó. Người nhõng nhẽo. Em á đã có chuẩn bị nhạc sexy dance. Ok, music. Music. Go. Go. Nè, lấy cái tay anh eo. Eo, eo, lượn, lượn, lượn. Anh gồng lên đi, gồng lên. Lên, 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 go. Ồ, chuột to nha. Hai, 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 hai. Một, một, go, 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 go. Go, một, hai, ba, hey, come on. Anh. Rồi. Trời ơi. Đó. Em thấy khả năng mà phát triển của cô ấy thế nào? Cỡ này là chắc 20 năm mà cũng không thể nào mà dẻo như em được rồi. Theo em thể thao sao được? Em bước mê thể thao đó nha. Thì tập từ từ chứ sao? Tôi tập từ từ đúng không? Nhưng giờ em cần gấp rồi sao? Hơi khó quá. Không có khó. Em nhìn cô gái đối diện, em có rung động gì hay không? Cũng rung lắm. Rung lắm hả? Dạ. Em có mong muốn cô này sẽ cùng đi trên con đường còn đúng, lại. Con đời còn lại đúng không? Đúng rồi. Ok, Việt. Anh. Dạ. Ủa, nó dạ nữa, dạ. Trời nữa. Ơi, nó nghe em sụn liền, nó sụn nụ luôn nè. Em nói thiệt nha, cái tính của em á là không phải thích bạn áo sexy. Nhưng mà cái công việc của em là phải bận đồ để khoe dáng. Em nói trước nha, em bận đồ cũng hơi bị modern và hơi bị cái tính chút. Anh biết trong môi trường đó mà. Nhiều người hỏi tại sao mày không quen trai 6 múi. Thực ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu á, bản thân em đã trải nghiệm qua. Thực ra họ yếu lắm. Họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai, họ bưng cái chai nước 10 lít đó, không nổi luôn. Ẵm một con chó cũng không nổi. Thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được. Hiện tại em nhìn ảnh này màu hường là em thích rồi. Màu hường nhìn thấy cưng lắm luôn. Đã vậy cái da nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền nữa, nhìn dễ thương. Chịu không? Chịu. Thiệt không? Chịu like luôn á. Chịu like rồi. Luôn dạ, chịu like luôn. Bây giờ có thể bấm hai đứa tiến tới nắm tay để cảm nhận về nhau đi. Hai đứa nắm tay rồi nhìn vô mắt nhau, rồi cảm nhận thế nào đó, cảm xúc thế nào nói đi. Dạ dễ thương, mắt hai mí. Ủa, trời thấy cưng quá ha. Cũng cứng lắm á anh. Dạ rất là cứng luôn á. Có tập vô ghiêm quá chưa? Mình đó có, mà giờ không có. Vậy hả, mai mới em dạ anh. Em kèm ghiêm anh, một kèm một. Rồi, em trai nắm tay Y Nguyên. Em cảm giác thế nào, em nói với cổ đi, em cảm giác thế nào? Dùng quá, em nói sao? Anh đừng làm em xúc động quá, giống như em ăn anh.
Thật sự luôn á. Nè, cứ bình tĩnh nè. Rồi, em dành sức mạnh nha. Nói. Một, hai, nói. Em biết nói gì luôn á. Thôi từ từ mình. Cầm hoài luôn á. Cầm hoài luôn á. Cầm tay vẫn cầm tay thôi. Nói nữa hả? Thôi, ảnh phải hôn em chứ bắt mới vậy. Em hôn ảnh. Nè, hôn không? Hôn. Hôn, hôn không? Ừ, hôn liền. Hả, nói là làm. Đã nói. Đó. Bấm nút rồi tôi với ông bấm chắc luôn rồi nó lên. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Bấm hay không bấm là quyền các bạn nha. 3 2 1 hết thời gian. Cuộc kết rất đẹp. Bấm tay. Bây giờ mình là đường đường hẹn hò rồi. Dạ con xin phép bác trai bác gái. Anh trai cho con được hẹn hò với Hà. Nếu hai đứa con có duyên đến với nhau thì con sẽ chăm sóc với Hà và tựa một bờ vai lớn vững chắc để cho với Hà. Con xin phép hôn với Hà bên nữa. mạnh lên miết luôn. Đây là những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để xem phim, để yêu nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn phần quà từ thương hiệu Vietsun Travel là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Vietsun Travel với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế. Cùng Vietsun Travel tận hưởng giá trị cuộc sống. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Đây. Chúc hai đứa mau báo tin vui nha. Đợi đi xuống đây chị. Rồi, để Hà đi trước đi, rồi Tâm đi theo sau. Dạ, mời anh Nguyễn Linh.